Hello, chào mừng tất cả bạn đã đến với We Do To Mình. Trước khi chúng ta bắt đầu với chủ đề ngày hôm nay, hãy đảm bảo bạn đã ấn nút like, subscribe cũng như nút chuông bên cạnh để có thể nhận những video mới nhất đến từ We Do To Mình. Và chủ đề hôm nay của chúng ta đến chính là nói về chi tiết 7 bước tự do tài chính mà các chuyên gia thường áp dụng. Bạn có biết lý do chủ yếu đến những vấn đề tài chính của chúng ta, đó chính là do chúng ta bị thiếu kỷ luật, thiếu tự chủ và thiếu kiểm soát. Phần lớn mọi người trong chúng ta thì không có khả năng chờ đợi phần thưởng. Họ có khuynh hướng tiêu sạch mọi thứ kiếm được, cộng thêm một chút bất thường đến từ những khoản vay bên ngoài cũng như là thẻ tín dụng. Mục tiêu mà chúng ta đều hướng đến đó chính là kiếm được thật là nhiều tiền để chúng ta có thể là không phải lo về chuyện tiền nong. Và với 7 bước sau đây tôi trình bày thì bạn có thể là có được sự giàu có cũng như trở nên viên mãn và dần dần tiến đến sự tự do tài chính, dù số tiền hiện tại của bạn kiếm được là bao nhiêu đi chăng nữa. Những điều này được rút ra từ cuốn sách mang tên là Thay đổi diện mạo tài chính của tác giả Dave Ramsey. Bước 0 là kiểm soát chi tiêu hiện tại. Đây là một bước quan trọng cho những người mới bắt đầu, đặc biệt là những người chưa biết cách quản lý tài chính hiệu quả. Đó là việc bạn phải kiểm soát được chi tiêu hiện tại của mình. Bạn phải biết được là bạn đang làm được bao nhiêu, tiêu bao nhiêu, nợ bao nhiêu. Và thêm nữa là đôi khi bạn dư bao nhiêu tiền để bạn có thể tiết kiệm, hoặc là bạn dư bao nhiêu tiền để bạn có thể dành là đầu tư. Từ đó thì bạn mới có thể là tính toán được là cái việc tài chính hiện tại của bạn ra sao. Có nhiều người lo lắng đến mức ăn mất ngủ bởi vì tiền, nhưng mà chưa chắc là họ đã biết được là nỗi lo của mình nó có hình hài ra sao, khối lượng bao nhiêu và thực sự là nó đáng lo đến mức nào. Bởi vậy bạn hãy bắt đầu với việc là hãy ghi chép lại những khoản chi tiêu, những khoản nợ cũng như là tổng hợp lại hết tất cả những cái khoản thu nhập hàng tháng của chính bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bước 1 là chúng ta sẽ tiết kiệm từ 500 đô cho đến 1.000 đô đầu tiên dành cho những cái tài khoản khẩn cấp. Đối với thu nhập bình quân của một gia đình Việt Nam làm công nhân viên chức bình thường đó chính là khoảng 500 đô, tức là dao động đâu đó khoảng 11.500.000 đồng cho tài khoản khẩn cấp ban đầu. Như vậy là tạm ổn. Dave nói rằng bước 1 này thường là một bước khó nhất trong 7 bước mà ông đề ra. Nó khó là bởi vì đối với những người mà không tiết kiệm tiền nào giờ cũng như là không có tiền ra đủ tiền hàng tháng á, thì không dễ gì họ có thể dành ra một khoản. Nên vì thế là nó đòi hỏi một cái sự kỷ luật cao, sự hy sinh cũng như một sự nỗ lực rất là lớn. Bước số 2 đó chính là trả tất cả những khoản nợ trừ tiền trả góp nhà nếu có. Dave nói rằng nếu bạn đang mất nợ thì bạn phải dừng tất cả những khoản đầu tư và bạn chỉ tập trung vào việc trả nợ thôi. Thực sự về mặt tâm lý mà nói, mắc nợ là một điều rất đáng sợ. Người mang nợ không khác gì nô lệ cho chủ nợ. Bởi vậy muốn được tự do, chúng ta phải thoát ra được khỏi nợ và chúng ta mới có thể là ngẩng cao đầu được. Phương pháp trả nợ mà Dave Ramsey ủng hộ đó là phương pháp trả từ khoản nhỏ nhất cho đến khoản lớn nhất, không kể phần lãi suất. Cách làm này đánh vào tâm lý và hành vi của người mang nợ. Đó là khi bạn tập trung trả những khoản nợ nhỏ trước, bạn sẽ đỡ cảm giác choáng ngợp hơn và tự tin là mình có thể cố gắng làm được, thay vì bắt tay vào những cái khoản nợ lớn và cảm thấy mình bị đuối. Mỗi khi bạn trả dứt được một khoản nợ, bạn sẽ cảm thấy phấn chấn hơn, tự tin hơn bản thân và từ đó bạn tập trung vào việc trả nợ nhanh hơn. Bước số 3 đó chính là bạn hãy tiết kiệm 3 đến 6 tháng chi tiêu tiêu dùng hàng tháng cho vào tài khoản khẩn cấp. Sau khi đã được dứt nợ thì bạn sẽ muốn tìm đến sự an toàn, bình an để tiếp tục tiến đến những cái mục tiêu tài chính mới. Do vậy ở bước 3 này thì Dave khuyên mọi người là nên tiết kiệm 3 đến 6 tháng tiền chi tiêu tiêu dùng hàng tháng. Chỉ tính những cái chi tiêu cơ bản như là tiền nhà nè, tiền điện nước nè, tiền ăn nè, tiền học cho con. Khoản tiền này sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn đến bất chợt, giống như là đột ngột mất việc nè, ốm không đi làm được, khủng hoảng ảnh hưởng lớn đến việc chi tiêu gia đình. Và với số tiền này thì bạn có thể mua được thêm thời gian tĩnh dưỡng, tập trung vào việc là tìm việc mới và phục hồi khó khăn mà không cần phải quá căng thẳng hay là mệt mỏi. Bước 4 đó chính là đầu tư 15% thu nhập vào tài khoản lương hưu tiết kiệm. Cách làm đơn giản nhất đó là bạn hãy trích 15% thu nhập hàng tháng để đưa vào tài khoản tiết kiệm ở ngân hàng có sinh lãi. Có cách làm khác nhiều rủi ro hơn, nhưng nếu kiên trì thì bạn sẽ có được một cái hiệu quả lâu dài, đó chính là bạn hãy đầu tư 15% thu nhập hàng tháng vào những cổ phiếu và trái phiếu ổn định có sinh lãi hàng năm với rủi ro thấp. Số tiền đầu tư là ổn định lâu dài nên chúng ta cần phải tự tạo áp lực cho bản thân để không rút tiền ra trước khi về hưu, dù kẹt tiền đến đâu đi chăng nữa, vì đây là khoản để dành cho tương lai. Nếu bạn chưa biết bắt đầu từ đâu thì bạn có thể thuê một chuyên gia tài chính về để phân tích ban đầu cũng như là định hướng bạn đầu tư đúng hướng từ những ngày đầu tiên. Bước 5 là tiết kiệm tiền học đại học và du học cho con cái. Nếu bạn có con thì đây là một bước vô cùng quan trọng, bởi vì học phí đại học, đặc biệt là đại học xa nhà hoặc là đi du học là vô cùng đắt đỏ. Nếu bạn muốn đưa con đến một cái tầm học vấn mà mình và con cái đều mong muốn thì bạn cần phải tiết kiệm cho con từ lúc mà con còn nhỏ, và để đến khi mà con cần thì bạn có ngay tiền để hỗ trợ con. Rất nhiều người trẻ và gia đình đã lâm vào hoàn cảnh nợ nần chỉ vì tiền học đại học hay là tiền du học, với suy nghĩ là khi ra trường thì mình có thể dễ dàng kiếm lại. Nhưng với hoàn cảnh hiện nay thì không phải ai ra trường cũng có thể kiếm được ngay việc làm trong những năm đầu.
Và không phải là việc làm nào thì cũng có thể kiếm được nhiều tiền để đủ trang trải tiền gốc và tiền lãi của ngân hàng đang leo thang từng ngày. Bởi vậy, nếu có thể để một khoản cho con ngay từ sớm để riêng ra hàng tháng và đầu tư đều đặn hàng năm thì tương lai tài chính và học vấn của con cái cũng như gia đình sẽ đỡ căng thẳng hơn nhiều. Bước 6 là trả hết tiền trả góp nhà, sở hữu hoàn toàn ngôi nhà của mình. Nếu bạn mua nhà trả góp thì đây là bước mà bạn cần phải tiến hành trả hết toàn bộ tiền nhà và sở hữu căn nhà cho riêng mình. Nếu bạn đã có cái căn nhà riêng rồi thì bạn hoàn toàn có thể bỏ qua bước này. Về kế hoạch trả tiền nhà thì Dave Ramsey cho rằng là bạn nên lập kế hoạch trả hết trong vòng 15 năm. Bởi vì nghiên cứu cho thấy là có rất nhiều người có kế hoạch trả cái tiền nhà lâu hơn, ví dụ như là 20 hay 30 năm, thì những người này thường là họ bị mất động lực bởi vì cái thời hạn nó kéo dài quá lâu. Trong khi đó, những cái người mà đặt kế hoạch trả tiền nhà trong vòng 15 năm á, thường là sẽ trả sớm hơn cái hạn định. Phương pháp trả hết tiền nhà cũng tương tự như là phương pháp trả nợ ở bước 2 vậy. Bước 7 đó là bạn hãy xây dựng nền tảng tài chính vững mạnh và giúp đỡ cho người khác. Sau khi bạn hoàn thành hết 6 bước kể trên thì ta hoàn toàn trở nên độc lập tài chính, bởi vì ta đã trả hết nợ nè, có đủ tiền tiết kiệm cho trường hợp khẩn cấp nè, đầu tư cho những cái kế hoạch về hưu nè, cũng như là đầu tư cho việc học hành của con cái và sở hữu căn nhà của riêng mình. Bước cuối cùng đó là bạn hãy bắt đầu làm giàu và giúp đỡ cho người khác. Làm giàu ở đây có nghĩa là bên cạnh những khoản đầu tư ổn định trên tương lai, nếu còn khoản nào mà nhàn rỗi thì bạn có thể tiếp tục đầu tư những cái mặt mạo hiểm nhưng mà có khả năng thu nhập cao hơn, ví dụ như là về kinh doanh nè, về địa ốc nè, hoặc là về những cái cổ phiếu mới nè. Dave cho rằng một cái sai lầm thường gặp nhất của mọi người đó chính là lối nghĩ là càng bò bo giữ tiền thì mới càng giàu có. Nhưng mà thực tế càng rộng rãi, càng thoải mái với đống tiền thì con người ta càng được giải phóng ra khỏi đống tiền, tự tin hơn, thu hút được nhiều người hơn, có nhiều mối quan hệ tốt đẹp hơn, và từ đó là chúng ta trở nên giàu có hơn. Chúng ta thường nghe nói là tiền không mua được hạnh phúc, nhưng sự thật là tiền là một yếu tố thiết yếu dẫn đến hạnh phúc, và sự giàu có góp phần dự đoán độ thỏa mãn cuộc sống của chúng ta. Tình hình kinh tế của chúng ta càng mạnh thì chúng ta càng cảm thấy hài lòng với cuộc sống. Do đó, bằng cách chọn tập trung vào mục tiêu tiền bạc sẽ giúp bạn có tư duy tích cực về tiền bạc nói riêng và cuộc sống nói chung. Từ đó thì sẽ giúp bạn vừa có được sự giàu có và sự hạnh phúc trong cuộc sống. Nếu bạn thấy cái video này hay, hãy ấn like, subscribe để có thể đón nhận những cái video tiếp theo. Bên cạnh đó thì bạn cũng có thể chia sẻ cái video này đến với những người mà bạn biết được là họ đang cần video này. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả bạn trong những phần video tiếp theo.